Thì với Na ở khu vườn trên thì bạn có khả năng là hiểu khống chế đoạn về sau rất là tốt. Sát thương cũng có và trang bị cộng thêm thì bạn sẽ có khả năng 1v1 cực kỳ hiệu quả. Nhưng với một con Aatrox thì bạn có khả năng đè đường đối phương từ những cấp độ đầu. Với những cái lượng kim đắc kinh, bạn có khả năng kích hoạt tốt và lượng sát thương rất là hiệu quả. Thì một cái lợi điểm đến từ con Na thật ra giai đoạn về sau nó sẽ có được. Và Quay có thể gặp nguy hiểm nha, vì đây là ba thành viên đến từ bên phía của Top Esports. Và Quay gặp nguy hiểm thật khi anh ta nâng cho mình đó chính là Quy. Chiến công đầu có cho bên phía của Top Esports nó nằm trong tay của Nai. Và sau đó thì Thiên sẽ có được cái vòng rừng vượt trội hơn hoàn toàn so với Quay. Thì hoàn toàn có thể tạo ra một tình huống ngăn, nhưng tốc độ dọn rừng đến từ Thiên là cực kỳ nhanh với con Volibear. Và đi vào gặp được Quay cấp độ 2, không ăn xong mùa xanh. Trừng phạt vẫn còn, phía bên kia thì Thiên cũng có trừng phạt mà thôi. Siêu là người vào trước, cố gắng cạnh tranh trừng phạt. Và trừng phạt mùa xanh thuộc về bên phía của Thiên. Thiên tốc biến đi, Quay cũng tốc biến đi. Và khiêu khích giữ chân được, thành công được Siêu. Nhưng Siêu không hỗ trợ được cho Quay quá nhiều. Và Quay đã phải nằm xuống. Phía bên này là Mac bị hạ gục dưới lượng sát thương của Minh với cái ngọn thương ánh sáng. Như là cái thủy kiếm thì sát thương sẽ là không nhiều. Còn khu vực ở dưới có thể kiếm thành công. Gala đang được free shot, nhưng phía bên này Minh đang bị tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Đây là một con lưu nên lượng chống chịu là không cao. Bị gõ làm chế thêm một lần nữa. Và Zeki Lớp có được mạng hạ gục. Còn Gala thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Anh ta mất thanh tẩy, tốc biến vẫn còn. Anh ta đang bị tấn công liên tục. Anh ta cố gắng trả sát thương Zeki Lớp. Zeki Lớp bị lính băng, sát thương không đủ. Và Zeki Lớp vẫn sống được. 4-1 cho Top Esports. Lớn giữa hai người chơi đi rừng, chắc chắn là cấp độ sau sẽ có sớm hơn. Đây là tình huống Siêu như thế, đáp xuống ở khu vực đường dưới. Và người tiếp cận là Nai. Thấm đi lớp. Làm nhanh. Có tốc biến, xin lỗi là bạn là có chiêu cuối. Ôi, cái chiêu cuối hụt. Ôi. Và bây giờ Quay sẽ là người gặp Quay đây. Thì đỉnh kiếm thành công và Zeki Lớp có được mà hạ gục. Đang là thảm họa hoàn toàn giữa bên phía của RNG trên toàn bản đồ. Còn Bảo Tố nổi dậy ở tình huống vừa rồi và các sát thương là quá nhiều. Bây giờ thì RNG đang muốn dồn xuống khu vực đường dưới. Xeo hú không có tốc biến. Nhưng mà Minh thì đang đòn rất tốt vị trí của Mac. Và Mac sẽ phải nằm xuống, mạng được dành cho Gala. Trong khi đó khu vực trên thì bên phía của Top Esports cũng tận dụng được khoảng trống và họ khai thác được mạng ở khu vực trên bản đồ. Bây giờ cái lượng trang bị sẽ bắt đầu nhỉnh hơn dành cho Thiên. Khi nhưng khoảng đã chắc khi lớp lần này thôi đi rồi. không chiêu cuối, không tốc biến, không phép bổ trợ. Wow. Và mạng xếp đau cực kỳ giá trị cho Gala. Nhưng đẹp với con Galio. Nhưng ở thời điểm mà ôi tốc biến lăn bụng đẩy ngược được vị trí của Quay quần về. Sau đó Quay cũng tới bồi đường sóng âm thành công. Cộng với nổ lông cứu từ trước đó, bên phía của Quay hạ gục thành công được đường trên của đối phương. Một tình huống xử lý tốt đến từ bên phía của RNG. 2v2 với là Sohu và Quay để xem. Họ dồn vào người của Quay quần. Và Quay quần đây bị tấn công đã phải nằm xuống. Mạng được dành cho Quay. Nhưng sau đó thì Nai lại có được mạng tiếp theo dành cho mình. Phía bên này thì Su mất tốc biến nhưng vẫn bị khiêu khích ngược trở lại. Anh ta dùng một cổ ngữ như bị tấn công quá nhiều. Lôi thần giáng thế được sử dụng. Và Su đã phải nằm xuống. Thiên có được mạng hạ gục. Nhưng bây giờ bên phía của RNG đang liên tục tạo ra sự động pha nhúng nhảy của Quay quần. Tốc biến lăn bụng. Và Quay quần đang gặp rất nhiều khó khăn. Pha đẩy thùng đồ nổ ngược trở về. Và thậm chí bồi luôn cả nổ lông cướp. Quay quần khóa Na khổng lồ. Mất hơi nhiều thời gian một chút. Và hỗ trợ đến từ Quay. Và Quay có được mạng hạ gục trong pha vừa rồi. Thiên Lý và Thăng Hoa luôn như đã được chia sẻ từ trước. Và Baron ăn với tốc độ cực kỳ nhanh, dịch chuyển đã tới đến từ bên phía của Bin. Baron 3.000 máu, Baron 2.000 máu. Bên phía của Top Esports đã bắt đầu lao vào. Baron thuộc về bên phía của RNG. Nhưng pha Siêu như thế cực kỳ đẹp đến từ vị trí của Nai. Và RNG đang cố gắng rung chạy. Siêu đánh hàng thông nổ, anh ta vẫn lùi về được. Phía bên này Gala nỗ lực bắn. Anh ta bắn vào của Thiên sẽ thương khá là nhiều. Năng lượng không còn nhiều đến từ vị trí của Gala. Vẫn đang có năng lượng bắn. Tốc biến lên đến từ Thiên, không chạm được vào Gala. Nhưng vị trí của Siêu đã nằm xuống rồi. Và phía bên này thì Minh lẫn Gala đang cố gắng dìu dắt nhau về. Tốc độ di chuyển là ổn đến từ Gala với lượng búp của Minh. Nhưng về được hay không, câu trả lời là đang rất khó. Bấm biến về với Baron, câu trả lời là được không? Không được đến từ Gala. Quay có cho mình đó là hai trang bị với rìu đen thôi. Ôi mình giữ lại đi. Gala không thanh tẩy và anh ta bị CC. Anh ta tốc biến đi, có khổng lồ hóa vẫn đang cố gắng bắn. Anh ta vẫn đang hồi phục được. Và Gala vẫn lùi và thành công. Thiên thì bấm đồng hồ, vẫn đang cố gắng bắn ở từ sau đến từ vị trí của Gala. Anh ta vừa mất anh trai nhìn nó rồi. Và lao vào cực kỳ tốt đến từ bên phía của RNG. Và sau đó họ có được mạng hạ gục. Đó là mạng của Thiên phải nằm xuống. Còn Siêu thì vẫn đang lao lên với con Rai. Và vị trí của Gala dứt điểm thành công được Zeki Lớp. Sau đó thì vòng xoáy không gian dứt điểm luôn cả Quay quần. Double kill cho Gala. Và một lần nữa thì Siêu và Gala vẫn là người lên tiếng. Vẫn sống sót đến pha cuối cùng như thế thì
đó thật sự không thể nào tin được đến từ phía Gala. Bây giờ thì lao vào đến từ phía của Anji nhưng bị giữ lại Gala. Tóc bị thì kiếm Gala thì đang bị tấn công cực kỳ. Gala đứng giữa đó hình rồi. Đứng giữa đó hình rồi và ta đã phải nằm xuống đi. Miếng bóng của Anji đã tắt chân. Sihu bị giữ chân cố gắng chịu. Sihu có được mạng trả ngược trở lại. Một mình Sihu cố gắng vùng vẫy giữa Nai và Zeki lớp tóc biến lên dùng e giữ chân Sihu và Sihu đã phải gục ngã. Rồng ngàn tuổi còn sống, rồng ngàn tuổi đang hồi máu. Quay đứng ở tuyến trên cực kỳ 50-50. Quay lao thẳng vào 2000 máu của đồng nghề tuổi. Một Gala tới của rồi. Tuổi Gala đã tới rồi. Anh đã dẫn tung ra. Rồng thủ với bên phía của Tony Sport. Nhưng mà đó là Anh đã qua hủy diệt. Bên phía của Anh tràn lên. Với nhưng mà hạ gục. Double kill có cho Sihu. Và sau đó là triple kill cho Sihu. Rồng ngàn tuổi có nhưng chiến thắng thì chưa có cho bên phía của Tony Sport. Ăn rồng hay là bảo vệ nhà. Bên phía của Anh quyết định là ăn rồng. Họ muốn ép cho tranh. Ở nhà thì 2-2. Thiên thì vừa bấm đồng hồ. Hai bên đang đánh nhau, tuy nhiên đó là Galo trong tay của Nai đang cực kỳ thấm máu. Anh ta bấm đồng hồ và vẫn đang sống được. Phía bên này thì rồng đang trong tầm tranh chấp. Anji thắng cả hai hoặc trận cực kỳ căng thẳng. Và Gala thì đang được bắn. Gala có được mạng của Mac. Jackie Love đang chưa có được quá nhiều tác dụng. Quay trở lại tốc biến bắn đến từ Gala có khổng lồ hoa. Gala hơi vội rồi. Gala đang cố gắng bắn ngược lại. Có được khả năng hồi phục đến từ Super Tinh. Và đây là Sihu lên tiếng với việc hạ gục thành công được Jackie Love. 100 máu của Thiên. Đi đường giữa. Đang cố gắng lùi về. Họ đi thẳng đến khu vực đường giữa với đó là một mình sửa trợ. Ê, mình này. Này đi rồi. Nằm xuống và đây sẽ là chiến thắng dành cho bên phía của Anji. Họ sẽ đẩy thẳng vào khu vực đường giữa mà không cần linh hồn trong ngàn tuổi. Đây sẽ là chiến thắng dành cho bên phía của Anji. Sihu thì có thể ngăn chặn thành công được Wayward. Rõ ràng là họ không cần đến đó là cái bùa lợi trong ngàn tuổi làm gì cả. On Hell Gala. Gala quá khủng khiếp trong cặp BO5 này. Trong cả 4 ván anh ta đều làm tốt hơn so với là Jackie Love.